thị trường sau cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi, trường xưa vắng ta nay ta lại về, cùng theo F0 học hành như xưa. Tôi sẽ ươm thật nhiều trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. Tôi sẽ ươm thật nhiều mã ngon trên thị trường, phím ngay cho mọi người. Hello, kính chào mọi người. Hôm nay rất là vui anh chị ạ. Bây giờ có quay lại cái clip cách đây 2 hôm hát anh chị phím mã cổ phiếu đúng không ạ? Mấy hôm mà làm một cái video này, này. Video này múc miệt mài rồi là đáy không múc tím đừng sầu này, 3 ngày trước này. Hay là ông nào sợ bắt đáy thì đứng sang một bên này đúng không ạ? 3 ngày trước này. Đó, ai đã múc được cái dịp này thì mọi người có thể để lại comment hoặc là một cái like anh chị nhá. Anh chị để lại comment bằng like để em Đại hỗ trợ anh chị trong giai đoạn sắp tới, thì anh chị có thể liên hệ với em Đại số điện thoại hoặc là đăng ký theo đường link ở phần mô tả anh chị nhá, hoặc là phần bình luận đây, để danh mục của anh em ở trong team đang quá là tuyệt vời luôn này, đấy, quá là tuyệt vời luôn. Đây, đây là mọi người có thể room tín hiệu đây, chị nào tín hiệu đây. Đấy, những cái ảnh này cũng được chụp ra từ cái Google Sheet đó, anh em thống kê theo Google Sheet và cũng ở trên những cái trang này, những cái link ở trên cái mã được copy ra từ cái lệnh ở trên này, đó, anh chị nhá, có là tuyệt vời. Đấy, có những mã 50%, 70%. Hiện tại thì tất nhiên thì cũng có những mã đỏ nhưng mà giảm đâu đó chỉ tầm 2-3% thôi, vẫn chưa vi phạm. Còn những mã xanh thì các chị nhìn cũng biết rồi, 50-60-70% như là SCR, DG, Ngoài Trần đúng không, 47%, CTD 53% mới được 30 mấy phiên đúng không? Nắm giữ hai số phiên đây, CTD 27 phiên tầm hơn 1 tháng 50%, quá kinh khủng anh chị nhá. Mọi người chưa có tài khoản hoặc là người hỗ trợ không làm anh chị hài lòng, anh chị có thể kết nối với em Đại nhé. Nếu mà anh chị thấy hài lòng của những người tư vấn cũ thì anh chị vẫn có thể tiếp tục, ok không sao cả anh chị ạ. Ok, thị trường đang rất là tuyệt vời, mọi người cứ hô, rất nhiều người hô sập, đội nhóm hô sập, nhưng hôm nay lại Alonso vào. Cái điều này thì mọi người đã biết rồi đúng không, trong xuyên suốt khoảng tầm đâu đó là tầm khoảng một tuần 3-4 phiên gần đây thì em nói kỹ hơn khá là nhiểu này, từ những cái video đấy, kiểu ở đây là bạn có biết dòng tiền đúng không, phân tích dòng tiền này, bạn có biết dòng tiền tạo nên siêu cổ phiếu 5 ngày trước, em nó nêu được lý do rất là cụ thể, hay là cái video tại sao cổ phiếu tăng bất chấp thị trường như con CTD hay con FTS hay một số cổ phiếu khác thị trường giảm nhưng nó không giảm, lý do tại sao là như vậy thì em đã phân tích rất là kỹ rồi đúng không, rất là kỹ. Và đây, hay là cơ săn penny này, nó phải thính nhạy và quyết đoán này, đúng không? Em mới ra những cái video cách đây hôm qua thôi. Còn cái video cách đây 2-3 hôm thì là đáy không múc tím đừng sầu, hoặc là ông nào sợ bắt đáy thì đứng ra một bên. Thực ra thì em ít khi em dùng cái từ ngữ mạnh như thế này, vì đợt này nhiều người rén quá, ngay cả khách hàng của em cũng, một số anh chị cũng hơi rén. Nên là bơm doping cho anh chị bằng cái câu nó khẳng định như thế này, để mọi người quyết tâm khi mà dòng tiền tham gia rất là mạnh rồi, rất là nhiều những cổ phiếu này, em làm cái video này cơ hội 2 năm mới có một lần, em nói rất kỹ ở trong cái video này, thực sự rất là kỹ rồi, cũng không nói lại nữa. Hôm nay lên thì tâm sự lại anh chị một chút để chia vui với anh chị, ai mà theo cái lệnh của em thì cũng rất ok để chia sẻ với anh chị. Đây mặc dù là những cái room cộng đồng thôi mà cũng có những cái lợi nhuận này. 25 tháng 4 này anh chị thấy không? LAT, REG, TAR, SBS đúng không? Anh chị tham khảo. Đúng cái hôm mà gãy đấy. Cái hôm mà nó giảm đấy. REG. Đó.
Đây, phiên này, đúng không? Báo chị đây. Bắt bây giờ là hàng về ngay từ hôm qua đã có lời rồi. Hay là lát chẳng hạn. Lát hôm qua còn đang lỗ này, hôm nay cũng giá 800 mấy là cũng đã lời một tí rồi. Đúng không? Hay TR. Đúng không? TR hai phiên trước đây, đúng không? Đó. Quá là tuyệt vời luôn. Đây mặc dù là room room cộng đồng nhá. Còn đúng với hàng của em lại thì room trao đổi khách hàng của em lại đây, đúng không? Sáng nay còn cho mọi người hô bắt là bắt DIG đêm qua lọc, đêm qua nhìn thấy nó đẹp quá. Đây. DIG đúng không? Lúc 1 giờ kém 5 phút, 1 giờ kém 10 phút. Đấy, đúng không? Lọc ra, báo chị ngay trong đêm luôn. DIG hôm nay là nó có chỉ về đúng tham chiếu xong là cứ thấy nó tăng thôi. Hôm nay đóng phiên là tím. Ngoài ra còn có DRI này với PLP, hai cái mã này thì tỷ trọng vừa phải. DRI hiện tại vẫn còn ngon nhá, chị đang nó chưa chạy thôi. DRI vẫn còn ngon nhá. Vẫn ngon đấy. À, này rút chân rồi này. Đúng không? Rút chân này cũng ngon rồi, thanh khoản tốt này. Em khuyến nghị là giá tham chiếu là cũng 7.8 này. À, giá 7.8 này, giảm mất một like nhưng mà nó còn nhúng về tận đến 7.6 luôn. Ai bắt được 7.6 thì cũng quá là đẹp. Cái cơ hội trong những cái phiên tới là nó tăng rất tốt, thanh khoản vào tốt rồi. Cái chiến lược của em giai đoạn này thì vẫn là vào những cây thanh khoản lớn đầu tiên, nếu không vào được thì mua những cây test. Và DRI đây, cái hàng của cây này về là hôm nay chiều nay về đúng không ạ? Mà nó không giảm mà rút chân như này là tín hiệu tích cực rồi, thị trường cũng đang ổn đúng không? Trung dài hạn cũng đang tích lũy rất mạnh, tiền cũng vào tốt rồi. Đó, những cây nến tuần đầu tiên, trước đó thì cái nến Doji vẫn là cái chiến lược của em chia sẻ trong khoảng tầm một tháng trở đây. Một tháng trở đây em chia sẻ với chị rất là kỹ. Cái quy tắc này, đây này, kim chỉ nam này, break vôn giá này, 11 ngày trước này, quy tắc vàng tìm điểm mua này, đúng không? Những cái mà em chia sẻ với chị rất là nhiều rồi. Hoặc là một tháng trước là chia sẻ với chị top 3 vào sóng CTD, FTS, Novaland, đúng không? Cổ phiếu mà đã như CTD 5 mấy % rồi, FTS 3 mấy %, Novaland cũng được 2 mấy 30% rồi, đúng không? Có là tuyệt vời luôn. Anh chị có thể kết nối với em đại nhá, anh chị nhá. Ok. Sáng nay livestream mới nhất thì cũng chia sẻ với anh chị rồi, điểm mua chúng ta có thể canh mua được. Thì buổi sáng hôm nay em tìm cắt về, hôm qua báo chị mua, hôm nay báo chị mua, tất nhiên thì điểm mua nó sẽ càng ngày càng ít đi khi mà chúng ta không nắm bắt được cái vùng giá đẹp. Đi qua Vindex một chút này, Vindex đóng nến hôm nay lại còn tạo một cái gap tăng lên nữa này. Bà con hôm nay lại hô nhau múc này. Bọn em thì hàng về gần như hàng về hết rồi. Hay là room của team. Room của team thì hôm nay mấy hôm giờ cũng cho mua đâu. Đó là VIP rồi. Đây. VIP đây đúng không chị? Đấy, cho mua này. Đấy, mua Techcombank này, mua SSI này, mua BSR này, mua HDG này, mua C4G này. Đúng không? Đấy. Nam Từ Liêm này, đốt 1/2 rồi này, vẫn chưa cổ phiếu này, đúng không ạ? Đấy, mua sell này, đúng không? Sell này hàng về rồi này, đúng không ạ? Bán 1/2, SBT, rồi SHB, KB. Đấy. Chủ đạo là anh em mua mấy phiên trước rồi, đến phiên hôm nay là ít mua này, hôm nay chỉ bán rồi, hôm nay chỉ có mua mấy phiên C1 này, đúng không? Còn chủ đạo là bán, đấy, đúng không ạ? Khi mà người ta hưng phấn, người ta múc thì chúng ta lại bán, đúng không? Gì nhá, đấy. Anh em mua hôm qua cũng mua mà ít rồi, hôm qua cũng mua nhưng mà bắt đầu đến hôm nay là ít mua rồi và mua chủ đạo là cách đây khoảng 2-3 phiên. Ngay cả trên room của đây là room của team hay là room chung dài hạn này, anh em cũng đã nhắn trên này rất là cụ thể luôn, mã nọ mã kia rồi canh mua chỗ nào đây, đúng không? Danh mục thì anh em gửi cả trên này, đúng không? Gửi hết trên này cho anh chị dễ theo dõi, đúng không ạ? Cái này thì được chụp ra từ cái list này của anh em nhé, anh chị nhá, đây từ cái này anh chị nhá, anh em quản lý theo cái Google Sheet này để cho nó cập nhật luôn cái giá vào đây, không phải nhập tay nữa cho nó dễ, và chụp cái ảnh này sang bên này, không là mọi người lại nghĩ là bọn em chế ở trong cái Google Sheet ra, không phải nhá, đấy, bằng chứng là trên này là có cả, lệnh nào ở đây có là có vào cái Google Sheet kia cả. Ok, cảm ơn mọi người hôm nay lên nhờ, chủ yếu là chia vui mọi người. Cái số lượng mã mà chúng ta canh mua được thì càng ngày nó càng ít đi, càng ngày càng ít đi rồi, và đã không anh chị phải ra quyết định sớm, hay là đây, em cũng làm cái video nó đây, săn penny này, thính nhạy và quyết định được về quyết đoán, chúng ta phải thính nhạy về cái dòng tiền, tín hiệu về mặt dòng tiền,
và phải ra quyết định nó đúng. Cái thumbnail của em này và cái chiến thuật của em thì cũng chia sẻ với chị rồi. Cảm ơn anh. Phân tích hay. Ok. Mọi người có thể xem lại những video này nhá. Em phân tích rất kỹ. Nói chung là có cái gì em nói hết rồi. Hôm nay bất động sản đấy đúng không? Đi gỡ trời. Trần luôn. Nay còn phím luôn, sáng phím mà đêm, không phải là đêm mà sáng phím, không phải là sáng mà là đêm phím. Đêm phím DG 17.7/5 này, T cộng cắt mất 16. Nay tìm luôn, dòng tiền rất mạnh. Đó. Đúng không ạ? Đó. Vinhome hôm nay quay đầu luôn này, hôm nay rất là đồng thuận luôn. 250 mã tăng, 126 mã giảm. 61 mã tham chiếu, dòng tiền cũng khá tốt, hơn 10.000 tỷ với Ian Jose. 3.800 với VN30, tức là cũng chiếm cũng khá khá đấy. Đây chúng ta đi VNX thì đây đúng không ạ? Trên khung M15 thì sáng nay thì em mới nhất chia sẻ quanh cái 1042 này múc được này đúng không? Đấy, còn hôm qua thì báo chị là sáng qua là múc ở 1038. Nếu hôm qua ai mua 1038 là cuối phiên sáng đầu phiên chiều là về 1038 ai mua được mua. Đúng không? Còn thậm chí là em còn báo chị múc trước này. Khách hàng của em múc từ khá lâu này, hôm nay chỉ múc mỗi DG thôi. Đêm qua phân tích với chị này về thị trường ngắn hạn này em thấy ổn định rồi. Trường hợp 1 là vượt 1045 tích cực, tích lũy 1038, 1037, 1045 thì trung tính, còn mất 1035 thì quan sát kỹ. Đấy, về cổ phiếu thì mã nào mạnh chúng ta cứ nắm, đúng không? Thị trường xấu thì bán 1/2, còn không thì canh vẫn hầu tiếp và canh nhặt lại cái 1/2 đó. Nên hôm nay thì sẽ đi theo cái kịch bản đầu tiên thôi. Ổn định rồi đúng không ạ? Hiện tại một số mã thì vẫn còn cái điểm mua thì chúng ta có xét qua các ngành một chút nhé. Thực sự là bây giờ số mã nó càng ngày càng cạn kiệt đi. Bây giờ anh chị phải quan sát những cái mã mà có dòng tiền tốt thôi, như DRI này hay là công ty TTF này. TTF vẫn còn được nhá, chưa chạy, vẫn ok. Anh chị vẫn mua tốc đặc ở đây, vượt đỉnh chúng ta gia tăng, đừng mua luôn nhá, đừng mua một phát hết luôn nhá. Những cái mã mà còn đang tích lũy thì anh chị cũng mua một phần thôi, vì cũng không biết, em thực sự cũng không biết nó tích lũy đến khi nào. Chỉ biết là dòng tiền đã tham gia rồi thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ đánh lên thôi. Không sớm thì muộn thì sẽ ra lên. Bây giờ chúng ta phải kiên nhẫn, mua trước một phần và kiên nhẫn chờ đợi. Thế thôi ạ. Và quan sát kỹ nó. Khi mà dòng tiền tham gia mạnh cái là chúng ta follow, chúng ta mua thêm ngay. Và cái quan sát như thế nào thì em cũng nhắc rồi. Em nói lại thêm nhá, cho những ai chưa biết này. Vì cái này nó là cái thực chiến. Nhiều khi một số anh em trên live stream, một số cái group hay một số kênh live stream chỉ phân tích về mặt thị trường thôi. Thị trường là ai cũng bảo chuyện này xấu, có khi là sập, có khi là gãy, hoặc là lình chỉnh đi ngang, chúng ta không mua được đâu, có đứng ngoài đã đúng không? Nhưng mà em không như thế. Em thì em nhận định thị trường thì vẫn là trung tính, không xấu cũng không tốt. Nhưng mà cổ phiếu mà có điểm mua, có dòng tiền tốt thì em vẫn phím cho anh chị mua. Đấy, bằng chứng là trong giai đoạn vừa qua thì anh chị thấy rất nhiều cổ phiếu em phím đúng không? Đó là khách hàng của em. Để nói về cái con TTF này nhá. Anh chị thấy này, có những cái cây nến thanh khoản lớn vào này. Đấy, giá bán là không nhiều, bây giờ nó chưa lên được thôi, chưa cho lên. Có thể là chưa lên được hoặc là chưa cho lên. Đấy, nên là anh chị cứ gom trước một phần ở đây đi. Đấy, không phải sợ đâu. Không H1 này, không H1 thì thực ra là vẫn đang tương đối thấp. Nó phải có những cây thanh khoản lớn như này cơ thì chúng ta follow, chúng ta mua sẽ ok hơn. Thì những cây thanh khoản như này nó vẫn chưa gọi là đột biến đâu, chứ không H1. Bây giờ H1 có những cây đột biến, nó gấp khoảng 3 lần cái cây bình thường như này. 3 lần ít nó cũng phải được cái cây như này. Thế nào? Đấy, đây chúng ta mua thêm. Đấy. Chứ cái cây như này thì vẫn là đang tương đối thấp. Gọi là vẫn đang gọi là nhen nhóm thôi, chưa có cái gì quá đặc biệt. Chúng ta vẫn mua gom được. Con này nếu mà những con như này nó chạy thì nó chạy rất nhanh, giống như cái nhịp trước này. Nó đã kéo là nó kéo trần vài phiên luôn, đúng không? Lúc đó chúng ta rất là khó mua và nó nhảy gáp liên tục. Thì ở đây cũng vậy. Anh chị nào, chúng ta mua thì chúng ta mua đây trước đi, khi mà nó tăng mạnh thì chúng ta follow. Anh chị đưa sẵn những cái mã này vào danh mục trước này và canh luôn ở trong cái phiên này. Đấy, mở luôn cái chart M15 hay là H1 ra, lúc đó chúng ta canh thì nó sẽ rất là ok nhé, rất là ok. Cách này thì em mới dùng thôi và nó rất hiệu quả trong khoảng một tháng vừa qua. Thực sự một tháng vừa qua này em nói cái này rất là nó đi lại, live stream nào cũng nói, video nào cũng nói. Không biết anh chị có hiểu rồi không. Nó thị trường hôm nay thì VN30 cũng đang ổn đúng không? 23 mã tăng, 6 mã giảm, cũng khá là ok. Họ nhà Vin thì mấy hôm vừa giờ phá thì nó quay đầu rồi, tích cực rồi đúng không? Họ nhà Vin hai phiên hôm vừa giờ phá rất rất mạnh rồi, thì hôm nay quay đầu rồi. Nhóm thép thì phiên hôm kia hôm qua thì là
có dòng tiền, hôm nay đang chữ lại một chút, vẫn ok. À, nhóm thép còn con này nữa này, anh chị cũng quan sát nhé. SMC đó. SMC tối hôm qua em mới nhất livestream của báo chị là bắt kênh ở đây đúng không, bắt kênh 10.10.1 đó, hôm nay rút chân này rồi, quá là đẹp. Con này mua luôn nhé, ai không mua được hôm nay thì tuần tới mua luôn. Nếu con này nó đã nhúng được về đây rồi thì là nó rũ đỡ bớt được một phần rồi, khá là ok chứ nào. Con này nó có một cái mô hình nó rất giống với con khác, từ hôm nay hôm qua em chưa chia sẻ, hôm nay em chia sẻ anh chị. Con BCG chị nhá. Hôm qua video qua em còn giấu đấy, hôm nay em chia sẻ. Anh chị thấy con BCG không? Đây em mở cái ảnh mà em chụp mà hôm qua em còn giấu với anh chị ở trên room. Theo đây. Đây, room khá là nhiều room. Đây. Thấy không? Đây là con SMC, còn bên này là con BCG. Đây là cái trạc tuần anh chị nhá. Thì anh chị thấy nó giống nhau không? Anh chị thấy cái nến tuần hiện tại của SMC có giống cái nến tuần cách đây 4 tuần của con BCG đúng không? Cực kỳ giống, đúng không ạ? Thanh khoản cũng giống. Đúng không? Trạng thái nến cũng đang tương đối giống. Trạng thái nến thì con này nó mạnh hơn một chút thì nó vượt được rồi. Con này thì nó lại chưa vượt được hẳn. Hôm nay thì như thế này là cũng đang vẫn là cái nến này thôi, vì hôm nay nó là tham chiếu. Cảnh em chụp hôm qua. Nhưng mà cái trạng thái nến và cái thanh khoản và cái trạng thái tích lũy trước đó khoảng 5 tuần cũng cực kỳ là giống nhau. Mô hình tích lũy giai đoạn trước cũng rất giống nhau, thanh khoản cũng rất đột biến, rất giống nhau. Đúng không ạ? Đấy thì mọi người con BCG ấy, anh chị đã biết là nó chạy như nào rồi đúng không? Từ cái vùng giá với BCG là nó từ cái vùng mà hiện giống như hiện tại của SMC thì nó chạy được khoảng tầm 20%. 20% trong vòng khoảng 2 3 tuần. Đó, chị nào. Đây. BCG nó chạy từ đây là từ giá 6.7 đúng không? 6.5, 6.7 mà lên đến bây giờ là giá 8.3, tức là một giá rưỡi rồi. Một giá rưỡi là tầm khoảng hơn 20%. Còn SMC. SMC. Đúng không? SMC thì bây giờ nó mới đang ở cái ngưỡng này thôi. Đấy. Nếu mà nó vượt được cái này có khi nó còn khỏe hơn cả BCG. BCG là cái phần phía trên này nó còn hơi cao này, anh chị thấy cái vùng trên này không? Nó còn hơi cao này. Còn cái con SMC này, nó, cái vùng trên này nó không cao nữa. Tức là cái cản nó tương đối gần và nó vượt. Nếu mà nó vượt được qua thì nó sẽ rất là mạnh. Tức là cái cản nó rất là gần rồi. Nó vượt được tầm một giá thôi thì nó sẽ chạy rất nhanh. Và cái cơ hội như thế này nó có thể lên được tận vùng này luôn. Vùng này luôn anh chị nhá. Thì cả cái vùng này nó không có một cái cản nó đáng kể cả. Lên vùng này với cái cản. Tức là lên tận 17, 18. Kinh khủng, 80%. Em vẫn nói với anh chị là sợ gì mà không dám liều đúng không? Không dám cược, mất thì chúng ta mất khoảng 6-7% mà được, chúng ta được trung hạn được 60-70%. Thậm chí nếu mà con này nó cái sóng này ở đây nó là sóng dài hạn chẳng hạn nhá. Đây đúng là chân sóng đúng không? Anh chị thấy không? Tạo đúng mô hình tam giác, nó tạo đúng một chu kỳ. Nếu mà chúng ta đưa cái con này ra đếm này, đếm số lượng nến này. Để em phân tích con này để anh chị hiểu nó như thế nào. Chúng ta đếm đến nhé, xem là chu kỳ nó như nào nhé. SMC bên kia đếm nó hơi khó thì em chuyển sang đây đếm cho nó dễ. Cái này nó có cái đếm luôn cho nó dễ. Đây. Chúng ta cần đếm từ chân sóng bên này sang đến đỉnh sóng thì nó là bao nhiêu đến nhá. Này bắt đầu là thanh khoản lớn này. Ở đây đúng không ạ? Cái cho đây là đỉnh này, nó sẽ lệch đấy, 13 thanh, 13 tháng nha. Đấy, anh chị thấy chưa nào? Anh chị thấy đúng 13 tháng không? Từ chân bên này sang trên bên này nó tạo ra mừng đuôi xứng này. Đấy. Thì có thể ở đây nó sẽ là một cái chân sóng và dài hạn. Dài hạn tức là phải tính bằng năm. Anh chị thấy cái thanh khoản ở đây nó cũng tốt không? Khung tháng anh chị thấy khung tháng tốt không? Cũng tốt mà, đúng không? Bắt đầu thanh khoản vào lớn rồi, tương đối lớn. Chưa quá lớn nhưng mà tương đối lớn, nhưng mà giá đi ngang như này là có thể là đội chưa cho tăng đúng không ạ? Không tuần thì chúng ta nhìn nó rõ hơn. Đi ngang cả mấy tháng trời rồi, gần như là biên đi ngang, không biến động quá nhiều. Đây mà chân sóng thì có thể ăn bằng lần nếu mà anh chị nắm được lâu. Bây giờ đang giá 10 đúng không? Giá đỉnh điểm của nó giá 40. Chúng ta chỉ kỳ vọng tầm 30 thôi đúng không? Tầm 3 năm 30 rồi, quá đẹp. Đó chính là thêm một cái cổ phiếu nữa.
Cổ phiếu này thì em nói hôm qua rồi, mà lý do như thế nào thì hôm nay em nói kỹ hơn về con SMC. Hôm nay thì vận động cũng khá tốt, rút chân như này là khá tốt. Chính là, quay trở lại thị trường một chút này. Index thì đóng đến như thế này là tích cực rồi. Đây là đến H1 này. Hiện tại thì đóng đến giá cao nhất phiên và đang tiệm cận cái vùng kháng cự, nên là khả năng nó sẽ rung lắc ở quanh cái vùng 1050 này, 1050, 1055, và đóng đến như thế này thì khả năng ra lễ thì sẽ là một cái gap tăng, nếu mà không có cái tin gì quá xấu ở trong những cái ngày nghỉ lễ. Nhưng mà thường thì tội lái thì họ sẽ đánh lên thôi. Khi mà dân chúng ta cứ lo lắng thì tội lái thường họ đánh lên. Daily thì cũng đang ổn rồi. Daily thì vùng cản nó xa hơn một chút là vùng 106x, 105x, 106x. Thì vượt lên được cái vùng này nó thì là cái tín hiệu đẹp luôn anh chị đã. Nên là theo em thì cái việc mua mới thì bây giờ thì lại dần dần hạn chế lại. Chúng ta phải tìm được cái mã mà nó vẫn tạo nền được, bắt đầu có thanh khoản tốt. Còn những cổ phiếu mà tăng trần khoảng tầm 2 cây rồi thì thôi, chấp nhận một khoa. Thực ra thị trường nó vẫn ở trong cái biên sideways thôi. Hỗ trợ thì vùng 101, 100, 1015, 1020 và kháng cự là 1080. Thì bây giờ đang là 1050 rồi, 1049 và 1050 rồi. Tức là lên cái biên kháng cự phía trên thì còn là 30 điểm thôi. Chúng ta không chọn đúng cái ngành, đúng cái mã thì nó chỉ lình trình đi ngang hoặc là cùng lắm mới tăng được 1-2%. Đúng không ạ? Còn nếu mà chọn đúng thì có thể là nó vẫn chạy. Nếu mà chọn đúng trong cái nhịp vừa qua, thậm chí những cổ phiếu mà thị trường giảm mà nó vẫn tăng. Đó là cái tín hiệu về mặt dòng tiền rất là quan trọng ở trong này. Sau một cái giai đoạn tích lũy còn tầm khoảng 5-6 tháng rồi. Đây, thính nhạy và quyết đoán này, em vẫn chia sẻ với anh chị này. Thính nhạy ở đây là thính nhạy về dòng tiền. Đó, về dòng tiền chúng ta phải săn được cái cổ phiếu nào có dòng tiền tham gia. Và phải tất nhiên là phải tìm hiểu về phân tích kỹ thuật nữa. Tức là nó hỗ trợ ở đâu, kháng cự ở đâu. Và quyết đoán là anh chị phải mua luôn. Phải ra quyết định rất là nhanh, phải chuẩn bị trước tâm thế, phải ra quyết định trước. Ra quyết định từ lúc mà nó chưa mở cửa ấy, chúng ta phải đưa ra kịch bản rồi, và chúng ta chỉ hành động theo thôi. Còn đến lúc mà anh chị trong phiên mà anh chị mới đắn đo do dự thì lúc đó rất là khó nhá. Nó thì có thể trần rất là nhanh, chỉ tầm 10-15 phút là nó đã trần rồi. Chúng ta chỉ chậm chế cái là nó trần. Nó không như những cái cổ phiếu thông thường khác. Đó. Ok, đây là danh mục anh chị nào. Danh mục ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đều có. Điểm bắt cũng theo tín hiệu về mặt dòng tiền và phân tích kỹ thuật Ichimoku. Ok, khá là ok rồi. Nhóm bất động sản thì hôm nay thì khá là tích cực, thì em có đi view qua một chút nhóm bất động sản xem là các cổ phiếu như nào nhé. Bất động sản phiên hôm nay là kéo 4 hơn 4%, một qua này cú lừa Vic cũng quay đầu luôn, Novaland cũng này cũng tương đối tích cực luôn, vẫn tăng điểm, VLE cũng tăng. Phát đạt thì cũng có những cái dấu hiệu ban đầu có thể là vượt đỉnh luôn. Hôm nay vô nổ, thực ra vô nổ từ hôm qua rồi, hôm nay nổ mạnh hơn nữa. Có thể là áp lực ở trên này nó vẫn còn, nhưng mà cái cửa tăng nó vẫn rất là sáng rồi nhá, rất sáng rồi. KDH hôm nay cũng quay đầu, có thể phá đỉnh. Đấy, KBC đất xanh đúng không? Đất xanh cách đây 4-5 hôm em vẫn nói anh chị rồi, quanh cái vùng 12 năm này, 12-6 này, mua tốc tắc này đúng không? Cây này là cây vun vàng và nó nổ đây. Hay là cái con xeo hô đi hô lại anh chị rồi, tiền nó vào là nó chạy ngay. Những cái phiên trước em bán anh chị rồi, cạn vun rồi, không muốn ai muốn bán ra nữa. Con này thì giai đoạn trước là thị trường mấy cái phiên chỗ này thị trường có giảm, con này nó không giảm, nó cứ đi ngang. Hoặc là hôm nay là DIG sáng nay luôn em bắt giá tham chiếu, đúng ra tham chiếu và có ra tham chiếu chị đang 17 năm. Cái này là phím từ đêm hôm qua, phím trong đêm luôn. Mật lạnh ở đêm. Thấy nó vận động, nó đúng form không ạ? Vận động đúng form nên là phím anh chị luôn. Đây còn DG phân tích anh chị một chút nữa. Chúng ta phải quan sát kỹ từng cái cổ phiếu đứng lẻ nữa. Nhịp này thì nó cũng không thể, ngoài cái quan tâm thị trường chung ra, không phải thị trường nó phản ánh hết tất cả các cổ phiếu được. Vì dòng tiền ở đây nó đang len lỏi chứ không? Nó len lỏi chứ nó không phải là nó đồng thuận đâu. Nó ông nào lên, ông nào cũng lên, ông nào xuống, nào cũng xuống, nó khác nhau. Này không daily hôm nay quá đẹp rồi đúng không? Hôm qua em có phân tích, em có soi cái chart H1 này. H1
21 hôm qua nó là cái cây này. Đây, sau có một cái cây này tăng mạnh, tiền vào mạnh đúng không? Cây này là cây nó gấp đôi, gấp ba những cây nến trước đó, đúng không? Gấp đôi, gấp ba trung bình 20 nến. Sau đó có một cây thanh khoản thấp dần, hai cây thanh khoản thấp dần. Đúng không ạ? Vậy chứng tỏ là cái lượng bán là không nhiều và giá nó vẫn giữ khá tốt ở trên vùng đỉnh cũ. Thì hôm qua em có báo mua luôn. Đấy, mua luôn ngay tham chiếu. Đấy, từ sáng nay vẫn có tham chiếu 17.5. Đó là mua được luôn, vô lại nổ tiếp tục và tiếp tục thành trần. Hôm nay mặc dù dư trần vẫn còn nhưng mà khớp được ở đây là hơn 1 triệu cổ giá trần ngay ở ATC rồi. Cũng là tín hiệu tích cực, có thể nó tạo một cái động lực tăng mới trong cái khung ngắn hạn, trong những cái phiên tiếp theo khi mà ra lễ. Nhóm ngân hàng thì nhịp này thì nhìn chung là nó cũng vận động tương đối ổn rồi, không phá những cái nhịp trước nữa. Cái này thì anh em cũng chia sẻ với chị rồi, đúng không? Ngân hàng hôm nay là như này là ổn thôi, vẫn là nến tăng, nó thanh khoản tiền hôm nay vào cũng tốt, đúng không? Tốt hơn phiên hôm qua, tích cực rồi. Bất động sản thì hôm nay thì quá là đẹp rồi, đúng không? Bất động sản thì mấy cái hôm vừa giờ nó chủ đạo là mấy ông họ nhà Vin ông phá thôi, chứ vận động chung của nó vẫn tốt mà, chỉ có ba ông cổ phiếu họ nhà Vin xấu, nên là cái chỉ số chung nó xấu theo, còn nó vận động các cái cổ phiếu khác như DG, Dixel này là 14 rồi, đất xanh KBC, KDH các kiểu thì nó vẫn đã khá tốt, đúng không? Có riêng ông Vin thôi, ba ông nhà Vin. Thì bây giờ là sau cái lực mua tốt, hấp thụ tốt ở phía đáy này, hôm nay lại quay đầu tăng khá tốt, 2,7%. Nhóm chứng khoán cũng đang vận động khá ổn, hôm nay thị trường lên thì khả năng nó lại tiếp tục tăng, khả năng ra lễ lại tiếp tục tăng tiếp. Và nhìn chung thì nó vẫn ở cái biên này thôi. Nhóm chứng khoán thì khả năng em nhận định nó vẫn chưa có một nhịp tăng trở lại mạnh nữa. Chủ đạo vẫn đang tích lũy đi ngang. Là một cái nhóm nữa, đó là nhóm thép. Nhóm thép cũng có tín hiệu khá tốt rồi nha. Nhóm thép tín hiệu khá tốt rồi, hôm nay cũng test lại rồi, test lại cái vùng hỗ trợ này, đúng không? Như Hòa Phát anh em có báo chị canh mua này, hôm nay ai mua được thì chúng ta đỏ này. Chúng ta đỏ sâu đấy. Là mua được này, lần này 21.4 21.5 này là mua được này. Cách đây 2 hôm anh em có báo đúng không? Anh em ở trong bọn em cũng đã bắt được quanh 21.5. Đấy, 21.5, 21.4 thì hiện tại cũng đang hỏa vốn hàng về rồi. Hôm nay ai mua được thì cũng đã ok. HSG thì cũng tương tự đúng không? HSG cũng tương tự. Đấy, chỉ có cái nhóm thép nhưng mà nó mini ấy. Hôm nay em có nói con SMC. Thì có một số con khác nó cũng đang có tín hiệu cũng ổn, chúng ta có thể canh quan sát được. Như là SMC nói rồi này. PGS cũng đang vận động khá ổn. Bây giờ chỉ cần tín hiệu mà dòng tiền thôi, chúng ta có thể mua túc tắc ở đây. Mua ít thôi, giống như con SMC lúc nãy hoặc là con TLH. Cũng như vậy. Dòng tiền chưa tham gia trở lại thì chúng ta mua túc tắc, bây giờ dòng tiền tham gia mạnh trở lại chúng ta follow mua thêm. Tích lũy rất mạnh rồi, không tuần không tiếc cũng rất là mạnh rồi. Đấy, chỉ cần một cái luồng gió mới cái là nó sẽ chạy rất nhanh. Ok ạ. Thì ok, hôm nay thì cũng chỉ có như thế thôi. Là anh chị cần hỗ trợ gì thêm thì có thể kết nối với em nhé. Những cái mà em chia sẻ với anh chị cũng rất là nhiều rồi. Từ những cái chiến lược, chiến thuật, rồi cái cách nhìn nhận dòng tiền, các phương pháp nhìn nhận dòng tiền và các quyết định như nào thì cũng báo anh chị rồi. Không phải là bây giờ mới nói, mà nói rất lâu rồi. Anh chị nào mà áp dụng được thì thực sự là rất nhiều cổ phiếu có điểm mua đẹp. Đợt này thì nhiều điểm mua, nhiều cổ phiếu quá mà không còn tiền để mua luôn. Nhiều khách hàng của em cũng không còn tiền để mua. Full hết rồi. Nó lọc nó ra rất là tín hiệu, rất nhiều tín hiệu. Thực sự như vậy. Không phải nói quá đấy anh chị đâu. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị nhớ like ủng hộ cho em Đại nhá. Anh chị nào mà chưa có tài khoản thì có thể liên hệ với Đại theo số điện thoại trên màn hình để em lại hỗ trợ anh chị về cái room tín hiệu, hoặc là đăng ký ở cái phần mô tả, phần bình luận chính nào. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ, ra Tết thì chúng ta lại chiến đấu tiếp anh chị nào. Em sẽ trong lễ em sẽ thỉnh thoảng em sẽ live stream hỗ trợ anh chị anh chính nào. Mọi người em có live stream thì nhớ lên ủng hộ em Đại anh chính nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào.